Xin chào các bạn, hôm nay mình và các bạn sẽ cùng tập hợp máy chiếu EH341. Thì đây là chiếc hộp của nó. Cạnh bên chúng ta có được những thông tin cơ bản của máy như là tên thiết bị và hãng sản xuất, nơi sản xuất. Và những thông tin cơ bản như là cường độ sáng, độ tương phản, độ phân giải và kích thước của máy, cân nặng của máy. Tiếp theo mình sẽ mở hộp ra để cho các bạn xem thử. Thì máy được đặt trong những cái túi chống sốc. Máy của chúng ta được đựng trong một cái túi xách. Và đây là máy của chúng ta được đựng trong một cái hộp ni lông. Bên dưới có túi chống ẩm. Và đây là máy chiếu EH341 của chúng ta. Mặt trước của nó thì gồm có ống kính. Và chúng ta có thể di chuyển lăn qua lăn lại để điều chỉnh độ nét của hình ảnh. Ngoài ra cạnh bên hai bên đó là khe tản nhiệt. Và mắt hồng ngoại để nhận tín hiệu cho remote. Và đây là nơi để chúng ta có thể zoom in hoặc zoom out. Và đây là các phím điều hướng, phím nguồn, phím menu và nút chuyển cổng đầu vào. Và hai phím lên xuống này để chỉnh độ nghiêng của hình ảnh khi chúng ta đặt lên cao hoặc xuống thấp. Cạnh bên hông nó cũng là khe tản nhiệt. Cạnh bên của nó là những cổng vật lý như là cổng RS232 và cổng VGA in. Ở đây nó trang bị cho chúng ta hai cổng HDMI, mini USB, cổng USB và cổng nguồn để cắm nguồn đầu vào. Bên dưới của máy là có những cái chân để chúng ta điều chỉnh độ cao của máy. Và những thông số cơ bản của máy. Nguồn gốc xuất xứ, nguồn đầu vào. Ngoài ra phụ kiện của máy còn có Remote chúng ta có thể sử dụng máy điều khiển từ xa mà không cần thao tác trực tiếp trên máy. Và dây VGA để cắm trực tiếp vào máy, sử dụng cho những PC đời cũ. Và dây nguồn. Và trong cái túi đựng máy thì chúng ta có cái ngăn kéo bên con hông, thì trong đó sẽ bao gồm sách hướng dẫn, pin dự phòng,